Mấy cái ông này không biết làm gì mà ông cứ chọn sai màu rồi chọn sai mã hoài luôn anh chị. Thì đó, bây giờ mấy ông cứ chọn sai chọn nhầm đi. Như vậy á, tôi mới có mấy cái hàng open box giá tốt, tôi chia cho khách hàng của tôi đúng không? Đó. Giống như đây là MacBook M2 open box này cô chú anh chị. Thì những cái chiếc máy này á, nó ở trong cái tình trạng là giống như máy mới khui hộp ra vậy anh chị. Đó, thật ra người ta khui ra ta chưa có dùng, hoặc người ta có dùng một đến hai lần người ta cảm thấy không phù hợp, người ta ra người ta đổi lại. Thì bây giờ nó sẽ gom những cái siêu thị lớn á, ở bên nước ngoài giống như Walmart rồi đó, thì họ sẽ gom lại, họ sale, thì lúc đó mình vô mình đấu giá mình mua anh chị. Đó. Và trên tay em là MacBook M2 bản base ha. Nó còn bảo hành chính hãng nè. Đó, đến tháng 4 2025 anh chị. Đó, những cái con này bảo hành đến tháng 4 2025 thì nó tròn chềm là 11 tháng, gần 12 tháng luôn anh chị, thấy chưa? Rồi, thì những cái chiếc máy này á, chất lượng so với máy mới hầu như nó hoàn toàn không có khác biệt anh chị. Đó, còn ngoại hình máy là tinh tươm luôn, không tì vết anh chị. Đây, em cho anh chị xem nè. Đó, đến nỗi em phải cầm bộ tay để em cầm, em sợ dính vân tay đồ anh chị, rồi lau cực ha. Anh chị nhìn đi. Bóng lửa luôn anh chị ơi. Bóng không có gọi là một tì vết nữa ha. Đó. Phím nè. Anh chị xem. Đó, anh chị thấy không, cái độ nhám của nó còn y xì luôn, hầu như là chưa có gõ ghiếc ở trên đây hết ha. Đây là hàng open box nè, còn đây á, là hàng new seal. New seal 1978 vẫn là M2 luôn anh chị. Đó, bản bay y chang cấu hình luôn. Thì hai cái dòng máy này nó đồng giá anh chị, đó là 22,5, con này cũng 22,5, con này cũng 22,5. Anh chị nào mà thích tự tay đập hộp ha, khui seal thì lấy con này cho em, còn anh chị nào mà thích được bảo hành của hãng thì lấy con này cho em. Những cái con này thì em bảo hành 12 tháng hết nha. Và hãng thì đã bảo hành con này là đến tháng 4 2025. Còn như cái mã 1978 này là hãng họ không bảo hành anh chị, họ cắt bảo hành. Tận cái hàng này mã số này là new 100%, chưa qua sử dụng, không phải là hàng rì hàng gì hết nha. Đây là cái hàng họ sản xuất ra để làm demo nọ kia, nhưng mà bây giờ dư dùng anh chị thì họ lôi ra họ thanh lý thế thôi. New chuẩn 100%. Còn cái hàng này là đã khui rồi, người dùng người ta mua về nhưng người ta không ưng lý do gì đó, ta khui ta bán. Mà em nói đặc biệt những cái mã hàng này á, nó không có nhiều và nó không thường xuyên anh chị, lâu lâu nó mới có một đợt à, vài chục chiếc vậy á. Bây giờ nếu mà anh chị muốn thì anh chị phải ra quyết định nhanh nha. Nếu mà cô chú anh chị coi em cái clip này á, mà bây giờ chậm tay á, là khoảng ví dụ tuần sau đi ghé mà kêu em Cường nó hết hàng rồi giận hờn em là thiệt, em cũng bó tay luôn, em không biết đường nào để em đỡ nha.